Rồi mấy em thấy like anh không? Thấy chưa? Dạ thấy. Rồi chúng ta bắt đầu nha. Anh thấy cũng lâu lâu là 5-60 rồi này. Ừ. Rồi mấy em nghe rõ và nhìn thấy rõ rồi ha. Bắt đầu nha mấy em. Hình như cái này là có thu lại phải không? Bên em là lớp phó học tập tên gì vậy em? Có đây không? Nghi ơi, lớp phó học tập là tên gì? Dạ bạn Vi, Tường Vi. Có bằng Vi đây không? À, dạ thầy ơi, à, dạ bạn Vi với bạn Quốc là hiện tại vô mít không có được luôn á thầy. Ừ, rồi. Cái này như anh thấy có bản ghi lại nè, phải không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi thôi, chúng ta bắt đầu nha. Khi nào mấy em không nghe được á, hoặc là không thấy hình ảnh thì mấy em nói lên nha Vi. Nha mấy em. Rồi chúng ta sẽ đi một cái bài, gọi là cái bài hôm nay học đó là bài chẩn đoán hội chứng nhiễm độc giáp. Thì do mấy em là cuối I2 cũng như được xem I3 rồi thì chúng ta học cái triệu chứng học trước, cái chẩn đoán bệnh trước. À, rồi sau đó thì chúng ta mấy em lớn lên á thì mấy em sẽ học cái điều trị. Giờ chúng ta sẽ học cái bài nhà hội chứng nhiễm độc giáp nha. Thì đây là một cái slide mà mấy em đã học lúc mà cái phần thăm dò về nội tiết đó. Thì cái vùng hạ đồi đó tiết ga hormone TRH sẽ kích thích thùy trước tuyến yên tiết ga TSH, và sau đó TSH đó nó sẽ kích thích tuyến giáp tiết ga hormone T3 và T4, và như vậy thì nó sẽ có hiện tượng điều hòa ngược âm tính. Như vậy thì anh hỏi em một vài câu nha. Với điều hòa như vậy đó thì có bao nhiêu trường hợp xảy ra với cái bệnh lý về tuyến giáp? Mời em nào phát biểu này. Dạ có 4. Rồi, mời em tiếp đi. Thứ nhất là gì? Dạ, thứ nhất là cường giáp nguyên phát, suy giáp nguyên phát, cường giáp thứ phát và suy giáp thứ phát ạ. Rồi, anh hỏi nè, cường giáp thứ phát thì hormone TSH và FT3 T4 như thế nào? Dạ, cường giáp thứ phát là TSH tăng, T3 T4 cũng tăng. Ok. Rồi, cường giáp nguyên phát. Dạ, cường giáp nguyên phát là T3 T4 tăng nhưng mà TRH TSH giảm. Rồi, mình có đo TRH trong máu được không? Hay là mình chỉ cần đo TSH là được? Em nào bổ sung không? Dạ đo được TSH với lại T3 T4. Rồi TRH có đo không? Dạ không. Lý do là sao không đo? Em nào biết nè, em nào nhớ bài anh giảng không? Thì nó đổ thẳng vào tiền yên chứ nó không đổ ra máu. Rồi đúng, chính xác. Cái đó mà về bệnh học đó mấy em, về cấu trúc á, về giải phẫu thì nó có một cái vùng hạ đồi riêng rẽ, nhưng về hoạt động và chức năng á thì nó như một khối thống nhất nha. Tất cả các hormone ở vùng hạ đồi đó, ngoại trừ hormone mà nó đến dự trữ thì sau tuyến yên đó là oxytocin và ADH thôi, còn lại thì nó đổ trực tiếp vào cái
thì trước tiếng yên, trước khi đổ vào trong máu, do đó mà chúng ta không có đo được cái hormone hạn đồi ở trong máu nha mấy em. Do đó chúng ta đo TH thì nó cũng giống như một gián tiếp đó, chúng ta đo TRH ha, giống như vậy. Rồi mấy em nắm bài khá tốt đấy, mình tiếp tục nha. Rồi như vậy thì mấy em nhớ một số thuật ngữ nha. Thuật ngữ là cực kỳ quan trọng, có thể sau này mấy em sẽ quên những cái chi tiết khi mà mấy em học những cái module khác. Nhưng mà khi nào nhắc đến cường giáp á, thì mấy em nhớ cái từ nhiễm độc giáp, hai từ này là như thế nào, nó rất là quan trọng. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là cường giáp và nhiễm độc giáp là hai tình trạng bệnh lý có bản chất giống nhau hay là khác nhau. Em nhớ câu hỏi như vậy, và cũng có thể là một câu hỏi thi đấy nhé. Rồi chúng ta phân biệt nha. Cường giáp tên tiếng Anh là hyperthyroidism, ha, là cái tình trạng gì? Là tình trạng tăng cái lượng hormone xuất hiện trong máu, mà cái nguyên nhân đó là xuất phát từ cái tăng tổng hợp và tăng bài tiết từ cái tế bào tuyến giáp. À, như vậy thì em thấy là cái tự chủ của nó, chính bản thân tế bào tuyến giáp tăng hoạt động, tăng tổng hợp và tăng bài tiết hormone vào trong máu. Còn nhiễm độc giáp đó, thuật ngữ đó là tiếng Anh đó là thyrotoxicosis, là tình trạng mà tăng hormone giáp trong máu bất kể vô nhân gì em nha. Như vậy thì nó sẽ bao gồm cả cái gì? Bao gồm cả cái cường giáp nha. Thì mấy em sẽ đi phần nguyên nhân, mấy em sẽ rõ hơn về vấn đề này. Như vậy về thứ hai đó là về nguyên nhân. Nguyên nhân thì thứ nhất là do cường giáp. Cường giáp thì cường giáp nguyên phát và cường giáp thứ phát. Đây là một số nguyên nhân. Cường giáp nguyên phát đứng đầu là bệnh Basedo. Thứ hai là bệnh gọi là bú giáp đa nhân hóa độc. Thứ ba là nhân độc giáp. Thứ tư là thừa iốt. Thừa iốt nha, tức là mình cơ thể ăn quá nhiều iốt á. Thứ năm là u nguyên bào nuôi. Tức là ung thư gây nhau đó trong lúc mang thai đó. Và kế đến là mô giáp lạc chỗ, tức là ví dụ như ung thư giáp di căn hay là u quái buồng trứng. Ở đây là những nguyên nhân mà gây cường giáp nguyên phát. Thì những cái phần tiếp theo đó sẽ đi cho mấy em từng cái bệnh lý như vậy, mấy em sẽ hiểu rõ từng, giới thiệu cho em tất cả các bệnh lý này luôn. Và vấn đề thứ hai cường giáp đó là cường giáp thứ phát, đó là u tuyến yên tiết tăng tiết TH. Tiếp rồi nguyên nhân á, nguyên nhân khác đó là nhiễm độc giáp mà không do cường giáp. Em nhớ nha, không phải cường giáp, tức là tế bào tuyến giáp nó không tăng tổng hợp và nó không tăng bài tiết. Đây là những nguyên nhân khác, ví dụ như là viêm giáp bán cấp, các viêm giáp đó. Rồi các nguyên nhân khác, ví dụ như là uống rất nhiều hormone giáp, hoặc là uống cái thuốc có nhiều iốt, hoặc là chiếu tia xạ vùng cổ. Đây là những cái nguyên nhân đó mà mấy em học kỹ nha, để có thể có phần thi. Thì đi tiếp theo, phần tiếp theo á, anh sẽ giới thiệu tất cả các bệnh lý này cho mấy em nắm được. Rồi chúng ta đi tới tiếp theo, đó là triệu chứng lâm sàng nha mấy em nha. Triệu chứng lâm sàng. Mấy em giống như phần đầu anh đặt vấn đề rồi đó. Mấy em 2, 3 thì mấy em học triệu chứng lâm sàng trước, học bệnh học trước, rồi sau đó thì lên đi 56 đó thì mấy em có thể học điều trị và xem mấy em có dịp ôn lại một lần nữa về các bệnh lý này, do đó mà mấy em sẽ rất là vững vàng trong khoảng thời gian năm cuối đấy. Triệu chứng lâm sàng tức là những cái biểu hiện của cái hội chứng này gây ra. Nhớ mấy em nha, đây là hội chứng nhiễm độc giáp nha. Nhiễm độc giáp thì thứ nhất á, đây là một cái, em nhớ hormone giáp là hormone gây, nó tạo gọi là cái chuyển hóa cơ thể, do đó mà khi mà nó
nó cường giáp đó, nó tăng quá nhiều trong máu đó thì nó gây ra tăng chuyển hóa tất cả các cơ quan trong cơ thể. Đầu tiên mấy em phải nắm nguyên tắc đó trước rồi đã. Rồi chúng ta phải đi vào từng cái bộ phận. Thứ nhất là về rối loạn điều hòa nhiệt, tức là lúc nào bệnh nhân cũng cảm giác nóng, nóng bức trong người, rất thích uống nước lạnh tại vì lúc nào cũng nóng mà, và có vẻ như hâm hấp sốt, hâm hấp sốt nhẹ. Bệnh nhân sẽ có do tăng cái chuyển hóa mà do đó bệnh nhân sẽ uống rất là nhiều các nước đó, và uống nhiều dẫn đến tiểu nhiều, và nó dẫn đến một cái vấn đề nữa là có thể gây sụt cân nữa. Như vậy thì nó gần giống với cái các triệu chứng của bệnh tiểu đường, mà không biết là thầy Hoàng có dạy em về triệu chứng tiểu đường chưa, đó là triệu chứng bốn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, sụt cân nhanh, ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều và sụt cân nhanh, là bốn cái triệu chứng bốn nhiều đó trong tiểu đường. Thì cường giáp nó cũng giống tương tự như vậy nha, tương tự như vậy, do đó mà nó sẽ có các triệu chứng khác để nó phân biệt, ví dụ như là có loạn điều hòa nhiệt. Rồi kế đến là cái nhịp tim nó nhanh, tại vì nó làm tăng chuyển hóa hoạt động của cơ quan hệ tim mạch, làm cho tăng huyết áp tâm thu, tăng nhẹ và tăng cung lượng tim, dẫn đến là nhịp tim nhanh. Và nó có thể, nếu mà lâu ngày đó cường giáp mà không phát hiện đó, nó có thể dẫn đến là bệnh lý về tim, bệnh lý thực thể về tim, nó sẽ gây ra những cái rối loạn về nhịp, cũng như là có thể gây cái suy tim khi mà tình trạng cường giáp đã muộn. Chứ còn mới thì mới phát hiện thì nó chưa đến nỗi suy tim hay là rối loạn về các cái loạn nhịp. Rồi thay đổi về cân nặng. Cân nặng là đa số các trường hợp là do tăng chuyển hóa toàn cơ thể, do đó mà năng lượng nạp vào á, nó sẽ không đủ cho cái gọi là cái chuyển hóa. Cái đó dẫn đến là đa số đều sụt cân nha mấy em nha. Do đó mà ví dụ bệnh nhân đến khai với bác sĩ là khoảng tháng nay, hai tháng nay tôi hay mệt, nhịp tim nhanh, run tay, rồi sụt cân, cảm giác nóng bức trong người, sụt khoảng 3-4 kg vậy đó. Đây là các triệu chứng gợi ý một bệnh nhân bị cường giáp. Rồi cái hormone ngon giáp nó cũng ảnh hưởng đến cái nhu động ruột, nhu động ruột. Do đó nó sẽ làm tăng nhu động ruột, tức là nó biểu hiện lâm sàng đó là bệnh nhân có thể có tiêu chảy. Rồi triệu chứng về mắt. Em biết là khi mà cường giáp đó, tăng hormone giáp trong máu lâu ngày đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái gọi là co cơ, một số cơ, trong đó cái cơ mi trên đó, nó dẫn đến là có hiện tượng về lồi mắt nhẹ. Tuy nhiên nhớ là khi mà lồi mắt nhiều, lồi mắt nặng đó, giống như cái hình trên đây đó, thì đây là một cái dấu hiệu đặc biệt của bệnh Basedow. Còn đa số các nguyên nhân khác không phải Basedow đó, thì chỉ là lồi mắt rất nhẹ do co cơ mi trên. Rồi tiếp theo đó, biểu hiện về cơ bắp, tức là biểu hiện về thần kinh cơ đó. Cơ thì em thấy là do tăng chuyển hóa của tế bào cơ đó, nó dẫn đến là teo cơ, mà nhiều nhất là teo những cơ lớn, cơ hoạt động nhiều em nha. Ví dụ như là cơ tứ đầu đùi, cơ tứ đầu đùi là cơ phía trước đùi đó em, và nó tạo ra dấu hiệu là ghế đẩu. Giải thích chút xíu về dấu hiệu ghế đẩu cho mấy em nắm được. Bình thường đó, khi mà mấy em trẻ, mấy em ngồi xổm dưới đất á, gọi là ngồi chùm hổm đó, khi mà đứng lên á thì rất là nhẹ nhàng, không cần phải chống tay. Như vậy thì khi mà bị yếu cơ tứ đầu đùi đó, bệnh nhân khai là bây giờ tôi ngồi xuống, tôi đứng lên rất là dễ. Tuy nhiên nó gần đây á là mệt mỏi, rồi sụt cân, rồi tôi ngồi xuống tôi phải chống tay đứng mới được. Như vậy thì cái động tác chống tay đó, hai cái bàn tay đó chống phía trước hay phía sau gì cũng vậy, để đứng lên đó, để tạo cái lực cho người bệnh đứng lên đó, thì vô tình nó tạo một dấu hiệu tạm gọi là ghế đẩu. Tại vì chúng ta thấy là hai cái bàn tay với hai cái chân giống như là bốn cái chân của cái ghế, gọi là dấu hiệu ghế đẩu nha. Và bệnh nhân sẽ teo cơ nhiều chỗ khác, ví dụ như teo cơ ở cái bả vai, bả vai, hay là một số cơ khác như là cơ cánh tay vân vân, và bệnh nhân sẽ đi yếu hơn so với trước khi bệnh. Còn cái dấu hiệu về thần kinh đó, thì bệnh nhân sẽ cáu gắt, bồn chồn, khó ngủ và rung ở đầu, ở
ngón tay rung cho mấy em nha. Mấy em khi đi lâm sàng đó, mấy em gặp một bệnh nhân cường giáp, mấy em khám cái rung tay một lần thì mấy em sẽ nhớ. À, em sẽ nhớ rất là đặc biệt. À, rung tần số cao, biên độ thấp, à, đều. À, à. Không, xin hỏi mấy em một câu nè, mấy em có đi lâm sàng hiện tại mấy em đi lâm sàng chưa? Dạ, module này thì tuần sau là đi, còn mấy hệ khác thì đã đi rồi. À, nhưng mà trong thời gian mấy em đi hệ khác đó, mấy em có gặp bệnh nhân cường giáp không? Gặp chưa? Có gặp chưa, các em nào gặp dạ, không? Cũng không biết triệu chứng như thế nào đâu. Đấy à, rồi. Sau bài này thì mấy em gặp, mấy em sẽ quan sát ít nhất là trong lớp mấy em có bạn nào bị cường giáp không nha. Rồi. Tiếp ha. Đó là những cái triệu chứng nha, triệu chứng mà đa hầu hết triệu chứng là bệnh nhân cường giáp nó giống như vậy. Và mấy em nhớ là khi mà hormone trong giáp trong máu đó nó càng tăng cao hay là cường giáp càng nặng đó thì triệu chứng nó càng rõ, càng điển hình. Như vậy thì mấy em nhớ một nguyên tắc nha, là cái cường giáp nó sẽ ảnh hưởng đến toàn thân từ hệ thần kinh mắt, rồi tới tim mạch, rồi rung tay thần kinh vất, là toàn thân. Em nhớ là như vậy, và từng cơ quan giống như lượt qua nãy giờ đó thì mấy em chỉ cần là học qua, và thậm chí mấy em chỉ cần nghe giảng là mấy em đã nắm được rồi. Rồi về cái đặc điểm về cận lâm sàng đó, giống như cái phần mà thăm dò về nội tiết anh đã nói rồi đó, thì nếu cường giáp thì mấy em sẽ thấy triệu chứng là thấy cái đặc điểm thay đổi là gì, là FT3, FT4 trong máu tăng cao nha. Và lúc đó TSH tăng hay không tăng, nếu mà TSH tăng á là gì mấy em, cường giáp gì? Anh nhắc lại nha. Nguyên phát. Anh nhắc lại nha, nếu mình đo FT3, FT4 mà tăng cao, mà TSH tăng nữa đó, thì nó là cường giáp gì? Thư phát, tức là từ U tiếng Yên. Còn nếu mà TSH thấp, thì lúc đó là cường giáp nguyên phát. Như vậy thì mình sẽ tìm những nguyên nhân nguyên phát. Đấy là cách là như vậy đó. Rồi. Mình sẽ có một số cái hình ảnh về cận lâm sàng để mà chúng ta đánh giá về tuyến giáp. Cũng nhắc cho mấy em biết luôn. Thứ nhất là về siêu âm tuyến giáp. Siêu âm tuyến giáp á, thì nó sẽ giúp cho bác sĩ biết được là cái đặc điểm của tuyến giáp, là mấy em nhớ đặc điểm tuyến giáp hai bên là thường là không có nhân và nó có hai thùy nha. Không có nhân, hai thùy, và nó cứ kích thước hai bên theo một cái gọi là trong cái giới hạn bình thường. Như vậy thì siêu âm tuyến giáp nó sẽ giúp cho bác sĩ biết được là tuyến giáp này lớn hơn bình thường hay không, rồi có u có nhân không, rồi có nhân đó là nhân đặc hay là nhân nang, tức là chứa chất lỏng đó. Rồi nếu mà siêu âm Doppler đó là có khảo sát mạch máu đó, thì cái tuyến giáp này có tăng tưới máu hay không, tăng tưới máu hay không, để mà qua đó chúng ta có thể sơ lược ta hiểu được về cái nguyên nhân của cường giáp. Một cái phương pháp nữa đó là xạ hình và đo độ tập trung iốt. Thì cái này thì trong quá trình vấn đề điều trị sau này thì mấy em sẽ học kỹ hơn, tuy nhiên trong cái bài bệnh học hôm nay đó thì anh cũng nói luôn cho mấy em nắm cái phần này. Cái nguyên tắc lại vậy nè, xạ hình á là mấy em biết là tuyến giáp là một cái tuyến mà nó rất là háo iốt, tức là trong máu mà có bao nhiêu iốt là nó bắt hết vào trong tuyến giáp. Như vậy thì á, người ta muốn biết hình dạng tuyến giáp như thế nào, hay là cái trong có cái nhân á, cái nhân trong tuyến giáp là nó có tăng hoạt động hay là không tăng hoạt động đó, hay là trong trường hợp ví dụ như ung thư tuyến giáp á, mà nó di căn qua hạch hay di căn toàn thân đó, thì chúng ta xạ hình tuyến giáp hoặc là xạ hình toàn thân á,
thì chỗ nào nó hiện lên thì chứng tỏ là có mô giáp. Cho nên em hình dung được là xạ hình, tức là cho bệnh nhân uống một cái chất iốt hoặc là một chất dẫn tương đương iốt nha, sau này em học. Và sau đó người ta sẽ scan cái tuyến giáp ra để biết cái hình dạng của nó như thế nào. Có những trường hợp tuyến giáp lạc chỗ ở lưỡi hay là gì, đáy lưỡi gì đó thì người ta biết hết, tức là để xem hình dạng của nó. Còn độ tập trung iốt là như vậy, tức là cho bệnh nhân uống một cái lượng iốt nhất định. Ví dụ hôm nay ngay bây giờ nè, ngồi đây cho bệnh nhân uống một lượng iốt được xem như là thời điểm zero không đó. À, và sau thời điểm đó 6 giờ, 12 giờ hay là 24 giờ chúng ta đo được, có cái phương tiện đo độ tập trung iốt bạn ta uống vào trong, nó hấp thu trong tuyến giáp bao nhiêu phần trăm. Nếu mà hấp thu nhiều hơn cái gọi là giá trị bình thường đó thì chứng tỏ là tuyến giáp tăng hoạt động, gọi là cường giáp đó. Còn nếu mà nó tập trung rất là thấp hơn so với bình thường thì đó là tình trạng suy giáp. Em hiểu chưa? Đây là một cái phương pháp đánh giá chức năng tuyến giáp. Nói giùm em hiểu ha. Rồi, như vậy thì chúng ta đã tổng quan về các nguyên nhân, như định nghĩa nguyên nhân của hội chứng độc giáp gồm có cường giáp. Cường giáp thì có cường giáp thứ phát và cường giáp nguyên phát, và các nguyên nhân gây nhiễm độc giáp nhưng mà không phải là cường giáp. Thì bây giờ chúng ta mới đi vào từng cái bệnh lý nha em nha. Em nhớ là hội chứng là một cái tập hợp rất nhiều triệu chứng mà gây ra bởi rất nhiều các bệnh lý, các nguyên nhân. Bây giờ mình mới đi vào từng cái bệnh lý nha và giới thiệu cho em biết ha. Rồi, đầu tiên là bệnh Basedow. Tại sao học bệnh Basedow trước? Thì em biết đây là một bệnh, một nguyên nhân đứng hàng đầu trong bệnh cường giáp nguyên phát, tần suất cao nhất, nha, thường gặp nhất trong lâm sàng. Bệnh Basedow là cái tên, đó là tên thuật ngữ từ tiếng Pháp, nha. Còn bệnh Reye là thuật ngữ từ tiếng Anh, của tiếng Anh. Cho nên mà thường á, do cái đặc điểm lịch sử ở Việt Nam đó, chẩn đoán bệnh Basedow là nó đã quen thuộc rồi, do đó mà thường chúng ta ở Việt Nam á, chúng ta chẩn đoán bệnh Basedow. Chứ còn bệnh Reye là trong y văn của tiếng Anh, tiếng Pháp, của Anh Mỹ, thấy không? Rồi, như vậy thì bệnh Basedow này có đặc điểm gì? Thứ nhất là nó phải có hội chứng cường giáp, và nó gây ra hội chứng cường giáp mà. Thứ hai đó là cái tuyến giáp bệnh nhân là lan tỏa, tức là không phải cái nhân gây ra cường giáp. Và một số các biểu hiện đặc hiệu nha em nha, ví dụ như là lồi mắt, có lồi mắt mà kèm cường giáp thì được xem đặc hiệu chẩn đoán luôn là bệnh Basedow. Lồi mắt nhiều giống như cái hình hồi nãy đó ha. Hoặc là có phù niêm trước xương chày nha, thì được xem như là đặc hiệu của bệnh Basedow nha. Đây là cái câu hỏi thi đó. Bệnh Basedow có các điểm sau. Thứ nhất, hội chứng cường giáp. Thứ hai, bú giáp có nhân to. Thứ ba, phù niêm trước xương chày. Thứ tư, lồi mắt nhiều. Rồi chọn câu sai, thì mình biết chọn câu gì ha. Em thấy là đây là một cái hình và cho thấy cái bệnh Basedow đó. Chúng thấy cái bú giáp lan tỏa to lớn và cái mắt thì lồi rất là nhiều. Rất là nhiều. Em nhớ một câu nữa nha. Lồi mắt kèm với cường giáp là đặc hiệu cho bệnh Basedow. Còn những nguyên nhân cường giáp khác em sẽ học tiếp theo đây á, không phải Basedow thì nó không có lồi mắt to như vậy được, nó chỉ có co cơ mi trên chút xíu thôi. Phù niêm trước xương chày là cái hình như vậy nè mấy em. Đây, cái hình đó, đây là chụp cái cẳng chân của bệnh nhân đó. Và rất là hiếm gặp. Cái triệu chứng này nó gặp trong bệnh Basedow là khoảng từ 1-2%, thậm chí là tới 5% là cùng. Rất là hiếm gặp. Nhưng mà nếu có triệu chứng này đó là đặc hiệu bệnh Basedow. Như vậy thì chúng ta thấy cái phù này đặc điểm là gì? Chúng ta thấy phù cứng, phù cứng
ấn không lõm nha. Không biết mấy em học bên học khác về cái các loại phù chưa? Phù mềm ấn lõm và phù cứng ấn không lõm. À, đó là phù niệm trước chân trời. Phù mềm ấn lõm là gặp trong các bệnh lý về bệnh thận, về suy tim, nha, suy dinh dưỡng, mấy em có thể gặp được. Nha. Cái cơ chế của cái gây ra phù niệm trước chân trời đây là một cái bệnh lý tự miễn nha. Đây là do cái phức hợp cái kháng nguyên kháng thể đó, nó nằm trong cái bệnh cảnh Basedo đó, và nó sẽ lắng động những cái chất ha, cái chất ở dưới da của xương chày đó, nó tạo ra một cái bệnh cảnh như vậy ha. Rồi một cái đặc hiệu nữa đó mấy em, đó là chúng ta biết là trong bệnh Basedo đó là chúng ta sẽ có cái đo thêm một cái xét nghiệm mà nó đặc hiệu trên Basedo, đó là TRAb, đó là viết tắt của TH receptor antibody, tức là kháng thể kháng thụ thể tuyến giáp nha. Mấy em biết là bình thường TH đó nó sẽ đến tế bào tuyến giáp và nó gắn vào thụ thể trên cái bề mặt tế bào tuyến giáp. Như vậy vì một lý do nào đó đó, do cái quá trình mà miễn dịch của cơ thể đó, mà cơ thể nó nhận dạng cái receptor đó trên mặt tế bào tuyến giáp đó là một cái dị nguyên, là một cái protein lạ, thế là cơ thể mới sinh ra một chất để mà chống lại cái receptor đó. Như vậy chúng ta nói thấy là cái receptor, cái kháng thể này đó, nó sinh ra để nó gắn cạnh tranh với TH trên cái thụ thể TH, và nó sẽ kích hoạt nó sẽ kích hoạt hoạt động của tế bào tuyến giáp và gây ra bệnh Basedo. Như vậy nhắc luôn là các nguyên nhân cường giáp khác đó thì hầu như là bệnh Basedo mới có cái kháng thể này, cho nó được xem như là một cái đặc hiệu của bệnh Basedo. Đặc hiệu. Rồi như vậy bệnh Basedo chúng ta sẽ thấy cái gì? Chúng ta sẽ đo học môn giáp, chúng ta thấy TH giảm, FT3, FT4 tăng. Về siêu âm đó, chúng ta thấy được là một cái hình ảnh là tuyến giáp lan tỏa và có thể có hiện tượng tăng sinh mạch máu. Em biết là tại vì Basedo đó là bệnh mà cường giáp rất là mạnh, gây hiện tượng cường giáp rất là mạnh do nó tăng sinh mạch máu rất là nhiều nha. Và cái độ thu nạp iốt nó cũng tăng rất là cao, tức là hấp thu iốt rất là mạnh. Rồi về cái cơ chế lồi mắt, nói về sơ qua xíu về cơ chế lồi mắt trong bệnh Basedo. Em biết là lồi mắt trong bệnh Basedo được xem hiện nay được xem như là một cái bệnh lý đi kèm với bệnh Basedo, cũng là bệnh lý tự miễn đi kèm bệnh Basedo. Do đó mà có nhiều bệnh nhân sau này mấy em, nếu mà em làm nội tiết hay là một em chữa cho bệnh nhân cường giáp Basedo có lồi mắt á, thì bệnh nhân thường hỏi câu là bác sĩ ơi, mắt tôi lồi nhìn thấy ghê quá, ai nhìn thấy ghê quá. Thì bây giờ là nếu tôi điều trị cường giáp thì nó có hết mắt không? Hay nó có giảm không? Đó là một số câu hỏi mà bệnh nhân sẽ hỏi cho mấy em. Thì về cơ chế đó thì chúng ta thấy rằng là do cái hiện tượng tự miễn, tức là bản thân cơ thể sinh ra những cái chất để chống lại một cái chất nào đó trong cơ thể. Ví dụ như nó chống lại bệnh Basedo đó, tuyến giáp là nó chống lại cái receptor, tức là cái thụ thể trên bề mặt tế bào tuyến giáp. Nó sinh ra như vậy, nó gắn vào để nó chống lại đó, mà vô tình nó làm gây cường giáp. Và mắt cũng vậy nha. Mắt cũng vậy, tức là nó sinh ra những cái chất để mà chống lại những cái kháng nguyên ở cái tổ chức hốc mắt phía sau con mắt mình á. Và như vậy thì nó sinh ra rất là nhiều collagen hay là những cái chất mà lắng động phía sau hốc mắt đó, và nó đẩy cái nhãn cầu lồi về phía trước, tạo ra tình trạng lồi mắt. Và do đó mà chúng ta thấy là khi mà sinh thiết cái những cái chất ở vùng này thì chúng ta sẽ thấy có những cái phức hợp kháng nguyên kháng thể
nó lắng động ở phía sau hốc mắt rất là nhiều. Về mối liên quan giữa basido và lòi mắt á, thì nó là như vậy. Đến nay người ta vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn về cái mối liên quan này. Tại sao basido lại có một số người có lòi mắt, một số người thì không? Và cái tỷ lệ khoảng 30-40% nha mấy em, chứ không phải tất cả bệnh nhân basido đều có lòi mắt. Nhưng mà nếu có lòi mắt mà cường giáp thì đó là đặc hiệu làm chẩn đoán luôn được bệnh basido. Thì trong đa số cái trường hợp người ta nhận thấy rằng là nếu mà điều trị bệnh basido á mà ổn định á thì mắt nó cũng tạm ổn định theo. Tuy nhiên có những cái trường hợp lại lòi mắt lại tiến triển. Tiến triển và không hiểu tại sao. Do đó mà thường bác sĩ giải thích là đây là hai cái bệnh lý nó song song. Và nếu điều trị cường giáp tốt á thì có thể là mắt anh chị sẽ ổn lại. Tôi nói vậy thôi chứ còn tương lai tôi cũng biết mỗi bệnh nhân mỗi khác nhau. Thì có thể là hiện nay đó người ta chưa hiểu nhiều về cái vấn đề này, có thể trong tương lai người ta sẽ tìm ra được các yếu tố làm tăng cái lòi mắt nhiều hơn, hay là các yếu tố nào có thể giúp cho lòi mắt basido nó ổn định ha, trong quá trình điều trị. Rồi chúng ta chẩn đoán basido là gì? Thứ nhất là bệnh nhân phải thỏ là có hội chứng cường giáp nha. Về triệu chứng lâm sàng, về triệu chứng sinh hóa ha, và cái xét nghiệm đặc hiệu đó là TRB kháng thể dương tính, hoặc là lâm sàng bệnh nhân có hai cái triệu chứng đặc hiệu basido, mấy bạn biết đó, đó là lòi mắt ha, lòi mắt to, lòi mắt nhiều và phù niêm trước sinh chạy. Rồi cái bệnh lý thứ hai giới thiệu cho mấy em biết đó là bú giáp đa nhân hóa độc ha. Thì một cách dễ hiểu là như vậy mấy em chị, mấy em. Tức là bệnh nhân sẽ có một cái nhân giáp, hay là cái bú giáp á, gọi là bú giáp, nhân giáp. Nó tồn tại nhiều năm. Và trước á, thời gian đầu á, thì nó là một cái nhân giáp bình thường. Chức năng tuyến giáp bình thường. Chỉ là nhân giáp thôi. Và cái nguyên nhân tạo ra nhân giáp đó thì nó hiện nay được xem như là đa yếu tố nhầm nhầm. Không hiểu tại sao. Rất là yếu tố từ môi trường, từ cái quá trình đột biến gen vân vân. Nhưng mà nó không phải là bệnh tự miễn nha, không phải là bệnh tự miễn. Tức là không có kháng thể nào can thiệp vào quá trình tạo nhân giáp này. Và sau thời gian nhiều năm đó thì cái nhân giáp này nó tự nhiên nó tự chủ, tức là nó hoạt động nhiều hơn bình thường và nó tạo ra tình trạng cường giáp. Nha. Do đó mà mấy em sẽ thấy rằng là bệnh nhân thường là lớn tuổi, còn trong khi cái bệnh lứa tuổi basido hồi nãy học đó thì thường là trẻ tuổi từ 20-30 tuổi, thậm chí là những em bé. Còn bú giáp đa nhân hóa độc thì thường là tuổi trung niên, từ 35-40 tuổi trở lên, và thường gặp ở nữ nhiều hơn nam. Và đặc biệt đó, những cái trường hợp mà bú giáp nhân này đó mà bệnh nhân ăn nhiều iốt, tiêu thụ nhiều iốt, muối iốt đó, hoặc là sống ở những vùng mà có nhiều iốt như vùng biển đó, thì cái tỷ lệ cái nhân giáp này nó cường giáp, nó trở nên cường giáp á là nó cao hơn nha. Như vậy mấy em tóm lại mấy em hiểu cái bệnh này là gì, đó là cái nhân giáp nó có từ lâu vài năm trước rồi, bây giờ tự nhiên bắt đầu bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng của cường giáp nha. Đo hormone giáp tăng, TSH giảm, tại nó là nguyên phát mà. Và chúng ta siêu âm chúng ta thấy là có nhân giáp. Và nếu mà chúng ta đo cái xạ hình và đo độ tập trung đó thì chúng ta thấy là cái nhân giáp nó bắt iốt rất nhiều, người ta gọi đó là nhân nóng à. Và các mô giáp còn lại là bình thường, chỉ có nhân nó cường giáp thôi à. Đó là cái như vậy à. Nhân hoặc là đa nhân thì nó có thể nhiều nhân ha, nhiều nhân nó cường giáp thôi, chứ không phải là tất cả tuyến giáp. Rồi. Cho đó mà thường xảy ra tuổi trung niên trở đi, 40-50 trở đi nha em. Rồi. Về chẩn đoán thì rất là dễ dàng. Bệnh nhân cũng có đặc điểm chung của bệnh của các triệu chứng cường giáp. À. Rồi TSH giảm, FT3 FT4 tăng. Và dĩ nhiên trường hợp này nếu chúng ta đo TRAB đó, kháng thể của
đặc hiệu Barcelona thì nó sẽ âm tính, nó sẽ dưới cái ngưỡng bình thường. Rồi, cái bệnh lý thứ ba, xếp theo bệnh lý thứ ba như vậy là cũng là xếp theo về cái tần suất, cái suất độ gặp trên lâm sàng anh em nha, là bệnh lý thứ ba, phổ biến thứ ba so với hai cái bệnh kia gây ra cường giáp. Đây là nhân độc giáp hay gọi là bệnh Lammer. Lammer đây là một tác giả phát hiện ra cái bệnh này. Thì nói một cách ngắn gọn cho em hiểu đây, nhân độc giáp nó khác bú giáp đa nhân hóa độc là gì? Thì nó chỉ khác lao nhau là đây là một cái nhân đơn độc rất là lớn, còn bú giáp đa nhân hóa độc thì nó rất là nhiều nhân. Và nó cũng về bệnh sinh nó cũng giống như vậy. Bệnh nhân có một cái nhân giáp ông bên cổ nhiều năm trước rồi, cũng có đi kiểm tra mà nó bình thường. Bỗng một cái thời gian gần đây, vài tháng gần đây đó, bệnh nhân có triệu chứng cường giáp, run tay, sụt cân, nóng bức, rồi đó, cái triệu chứng của cường giáp đó. Rồi đi khám bác sĩ hôm nay, chúng ta thấy là bệnh nhân có đặc điểm cường giáp, thì chúng ta, bác sĩ làm gì, chúng ta khám xong, chúng ta nghi ngờ cường giáp, thì chúng ta đo cho xét nghiệm, đo thể thắt FT3, FT4, và cho siêu âm tuyến giáp. Thì chúng ta thấy có một cái nhân rất là to, rất là to. Và như vậy thì để biết cái nhân này đó nó hoạt động hay không thì chúng ta chỉ có một cách là gì? Chúng ta đo cho xạ hình và đo độ tập trung iốt. Thì giống như bú giáp đa nhân hóa độc, chúng ta xạ hình lên đó thì chúng ta thấy là bú giáp đa nhân hóa độc nó có nhiều nhân, có nhiều nhân nó nóng, còn nhân nóng tức là tăng mắc xạ đó so với các mô xung quanh. Còn nhân độc giáp này đó thì hầu như là nó sẽ tập trung hết vào trong cái nhân giáp này, còn các mô giáp còn lại thì bình thường hoặc là giảm bắt xạ, thì có nhiều iốt nó bắt vô cái nhân này hết rồi. Đó là một cách đơn giản cho em hiểu được như vậy nha. Rồi đây cũng là một cái bệnh mà nó cũng gặp ở tuổi trung niên ha. Đặc biệt là ở nam nhiều hơn ở nữ nha. Cũng có cái nhân giáp tồn tại nhiều năm trước nha. Rồi cái nguyên nhân thứ tư đó là cường giáp do quá tải iốt. Thì em biết là những trường hợp đó mà bệnh nhân sẽ tiếp xúc nhiều với iốt, tức là ăn thức ăn vào muối iốt, hay là bệnh nhân dùng những thuốc mà có chứa nhiều iốt lâu ngày đó, thì tuyến giáp nó bắt iốt nhiều đó, thì bỗng một hôm đó là nó trở nên cường giáp ha. Người ta gọi đó là cường giáp do quá tải iốt. Và ở Việt Nam chúng ta đó, thì chúng ta biết là cái chương trình phủ muối iốt cho toàn dân là một cái chương trình lớn của quốc gia cho toàn quốc. Và như vậy thì nó sẽ phù hợp với những cái nơi mà thiếu hụt iốt, ví dụ như là vùng núi ha, núi vùng cao ha, ít mưa đó ha. Còn vùng biển thì ngược lại là rất nhiều muối iốt. Do đó mà chúng ta thấy là nếu mà chúng ta ăn muối iốt vào nữa đó thì sẽ gây ra cái lượng nhập iốt vào nó tăng nhiều hơn, và tiếp xúc lâu ngày như vậy thì cái tỷ lệ bệnh nhân bị cường giáp thì sẽ tăng hơn. Rồi nguyên nhân tiếp theo đó là một số nguyên nhân hiếm gặp em nha. Như vậy tóm lại thì khi mà cường giáp trên lâm sàng em gặp, thứ nhất là bệnh Basedow, thứ hai là bệnh bú giáp đa nhân hóa độc, thứ ba là nhân độc giáp, và thứ tư là cường giáp do muối thừa iốt á. Và những nguyên nhân hiếm gặp, rất là hiếm gặp em nha, hầu như là chỉ có khoảng 1-5% trở lại thôi. Đầu tiên đó là thai trứng. Mấy em biết là đây là gặp trên phụ nữ mang thai, trong thời gian mang thai. Thì em biết là cái nhau thai đó nó tiết ra một cái chất gọi là hormone gọi là HCG. Mà cái đặc biệt của HCG này đó là nó có cái đặc điểm là khoảng nó gần giống với cấu trúc của TH. Do đó mà nó vô tình nó thấy nó gắn vào cái thụ thể TH và nó sẽ gây ra cường giáp. Ở tuyến giáp đó. Như vậy thì đối với bệnh nhân mà mang thai bình thường đó
thì tuyến giáp nó cũng tăng hoạt động nhưng mà chưa đến mức là cường giáp rõ. Cho nên là đối với phụ nữ mang thai đó, thì trong đặc biệt là trong 3 tháng đầu, 3 tháng giữa đó, thì chức năng tuyến giáp nó sẽ estrogen nó tăng nhẹ chút xíu nhưng mà chưa đến mức cái cường giáp trên lâm sàng. Còn thai trứng và ung thư nhau đó, điểm nuôi tức là ung thư nhau đó là một cái bất thường của cái nhau nha. Tức là cái phôi thai nó ngừng phát triển và toàn bộ cái nhau đó nó biến thành một cái bệnh lý tiết, tức là tạo những cái đột biến đó, nó tạo ra, có thể tạo ra ung thư luôn, ung thư nhau đó, và lúc này nó tiết khủng khiếp cái oxygen nha. Và như vậy thì sao, nó tạo ra dạng cường giáp. Dạ, đó là cơ chế là như vậy. Một cái bệnh nữa hiếm gặp nữa là gọi là cường giáp do u quái buồng trứng. U quái buồng trứng em, tức là như vậy, cái buồng trứng là cái nơi mà có chứa tế bào mầm trong cái nang trứng đó nha em nha, những trong cái tế bào của nang trứng đó nha, thì tế bào mầm là tế bào mà có thể biệt hóa thành tất cả những cái tế bào trong cơ thể. Và như vậy thì một lý do nào đó, cái buồng trứng nó có cái u và nó sẽ biệt hóa thành bất u buồng trứng đó. Và trong u buồng trứng đó, đã u thì nó đã bất thường rồi, do đột biến gì đó rồi, bất thường rồi, và nó có thể tạo ra những cái tế bào của cơ thể. Ví dụ như là khi sau này mấy em mà có đi sản, mấy em mổ u buồng trứng, mấy em sẽ thấy là trong cái u buồng trứng đó nó có thể có tóc, nó có răng, nó có xương ở trong đó nha. Và trong trường hợp này đó là tế bào buồng trứng nó biệt quá u đó thành những cái tế bào tuyến giáp, và như vậy thì tiết ra tăng hoạt động lên, nó tiết ra rất là nhiều hormone giáp và gây cường giáp. Nhưng mà ngược lại đó thì mấy em thấy là cái tuyến giáp á, tại do tăng hoạt động từ buồng trứng mà, do đó đâu có liên quan gì tuyến giáp đâu. Do tuyến giáp thì mấy em thấy là siêu âm thấy nó bình thường. Và lúc này chúng ta sàng hình á, thì chúng ta thấy là tuyến giáp nó thậm chí nó không quắc, nó giảm xạ do tất cả nó tập trung ở buồng trứng hết rồi. Cho nên chúng ta nhìn lên cái hình sàng hình á, thì chúng ta sẽ thấy là đây nghi ngờ là u buồng trứng tiết quá nhiều hormone giáp rồi, chúng ta phải phẫu thuật thôi. Đó là cái bệnh lý là như vậy. Rồi, bệnh lý hiếm gặp nữa là cường giáp do ung thư tuyến giáp. Và đặc biệt là ung thư tuyến giáp dạng nang. Thì nó sẽ biệt quá rất là nhiều, nó tạo ra rất là nhiều các cái tế bào tuyến giáp và nó sẽ tiết rất nhiều hormone giáp. Và mấy em sẽ thấy đặc điểm ngoài cái cường giáp đó, mấy em thấy đặc điểm ở vùng cổ nó sẽ sưng to và nó có những cái dấu hiệu của ung thư, ví dụ như là tuyến giáp sẽ rất cứng, không di động, chèn ép cái khí quản vân vân. Rồi như vậy thì anh đã giới thiệu mấy em các cái bệnh lý cường giáp nguyên phát nha. Cho đó mà sau này mấy em chẩn đoán đó, thì mấy em chẩn đoán là mình không chẩn đoán cường giáp khi mình chưa biết nguyên nhân đó, thì mình tạm thời chẩn đoán là cường giáp. Khi mình biết nguyên nhân rồi thì chúng ta chẩn đoán cái bệnh bệnh Basedo, hay là bệnh nhân độc giáp, hay là quy giáp nhân hóa độc, bệnh lý cụ thể như vậy đó. Tại vì chúng ta biết là, để nói trước rồi mấy em, sau này mấy em học điều trị mấy em biết, chỉ có Basedo á thì mới có thể điều trị hết bằng thuốc kháng giáp tổng hợp, thuốc uống đó. Mặc dù tỷ lệ tái phát nó cũng 40-50% tùy bệnh nhân, nhưng mà đối với cường giáp do nhân độc giáp á, với bú giáp đa nhân hóa độc á, thì chúng ta điều trị bằng thuốc kháng giáp đó chỉ tạm thời ổn định thôi. Mà phương pháp mà điều trị triệt để nhất đó là chúng ta phải mổ hoặc là xạ trị. Xạ trị tức là chúng ta dùng cái rất là nhiều cái iốt phóng xạ uống vào để nó tiêu diệt tế bào tuyến giáp. Xạ trị là như vậy đó thì mới hết được, chứ còn mà chúng ta cứ điều trị suốt đời ngưng thuốc là bệnh nhân tái phát rồi. Do đó mà cái nguyên nhân của cường giáp là phải rất cần thiết, và nó định hướng cho chúng ta biết được là cái phương hướng điều trị trong tương lai. Rồi một cái trường hợp cường giáp do khối u tuyến yên tiết nhiều TH, ở đây là trường hợp
cường giáp thứ phát đó mấy em. Như vậy thì mấy em sẽ thấy là bệnh nhân đến chúng ta đó cũng có đặc điểm của một cái triệu chứng của cường giáp. À. Tuy nhiên khác biệt chút xíu là gì, chúng ta có thể thấy đo ống men giáp đó FT3, FT4 tăng cao. Nhưng mà TSH, nhớ là TSH là tăng nhẹ hoặc là tăng nhiều, thậm chí là bình thường, chứ không phải là tăng cao đâu. Thì được xem đúng ra là phải ức chế, đúng ra là phải bị ức chế, nhưng mà nó không bị ức chế, nó bình thường, thậm chí là trong đa số trường hợp thì nó tăng chút xíu. Thì lúc này chúng ta nghi ngờ đây là cường giáp thứ phát. Và dĩ nhiên là sau này mình học điều trị đó, mấy em sẽ chẩn đoán phân biệt cho một số cái trường hợp về đề kháng hoặc môn giáp rất là sâu, rất là sâu và cũng rất là hiếm. Thì mấy em sẽ học sau. Thì như vậy đó, khi mình nghi ngờ như vậy đó, trở lại câu chuyện đó, nghi ngờ như vậy thì mấy em sẽ gì, mấy em sẽ chụp cái CT hoặc là cái MRI tuyến yên, thì mấy em sẽ thấy được cái u tuyến yên nha. Rồi như vậy là chúng ta đã qua các trường hợp về cường giáp nguyên phát và thứ phát. Và tiếp theo đó là chúng ta đi một cái phần nữa, đó là nhiễm độc giáp mà không phải do cường giáp nha. Đây là các trường hợp viêm giáp và các trường hợp thi xạ hoặc là uống quá nhiều hormone giáp. Viêm giáp là như vậy mấy em nha. Viêm giáp là như vậy. Có một vài loại viêm giáp, tức là viêm giáp tức là tình trạng viêm tuyến giáp, do đa số là do siêu vi. Do siêu vi. Như vậy là khi mà viêm giáp như vậy đó thì tế bào tuyến giáp nó tạm, nó ngưng hoạt động. Thậm chí nó chết đi. Sau nó sẽ hồi phục. Như vậy thì trong thời gian chết đi như vậy đó thì nó sẽ phóng thích những hormone dự trữ trong cái nang giáp đó vào trong máu rất là nhiều. Gọi là cái mô giáp bị phá hủy đó. Nó phóng thích hormone giáp vào trong máu ồ ạt. Như vậy mấy em biết là tình trạng nhiễm độc giáp này đó, hormone giáp tăng trong máu này đó, là cơ chế là do phóng thích hormone giáp dự trữ, chứ không phải là do tế bào tuyến giáp tăng cái hoạt động mà lại giảm hoạt động nữa. Cho đó mà không phải gọi là, chúng ta không gọi là cường giáp mà gọi là viêm giáp, hay chúng ta gọi là nhiễm độc giáp trong viêm giáp. Còn em nhớ là nó thoáng qua rồi, thoáng qua là bao nhiêu, khoảng 2 đến 3 tuần là tình trạng nhiễm độc giáp nó sẽ hết. Lý do là cái khi mà cái hormone giáp vào trong máu như vậy, nó ồ ạt vào trong máu như vậy đó, thì nó sẽ thời gian mãn quỷ của nó đó ha. Và khoảng 2 đến 3 tuần thì nó sẽ hết tình trạng này, tại nó đâu có phóng thích nữa. Phóng thích hết đợt đó ra thì thôi rồi ha. Và sau đó đó, tùy cái tình trạng viêm giáp mà có thể là nó sẽ rơi vào tình trạng suy giáp thoáng qua, tại vì cái tuyến giáp nó cạn kiệt rồi. Hoặc là sau đó nếu mà nó nhẹ đó thì nó có thể bình giáp sau 2-3 tuần thôi. Rồi nhiễm độc giáp do uống nhiều hormone giáp, nó là như vậy. Trong một số trường hợp bệnh nhân suy giáp vì lý do nào đó, ví dụ như là do mổ cắt tuyến giáp đi, thì bệnh nhân sẽ được bù trừ, được sẽ được bù lại bằng cái uống thuốc hormone giáp vào để duy trì hormone giáp trong máu trong giai đoạn bình thường. Tuy nhiên vì lý do nào đó mà bệnh nhân uống quá nhiều hormone giáp và quá liều đó, thì nó tạo ra bình cảnh đó là gì, FT3 tăng và TSH nó cũng ức chế luôn, tạo ra cái tình trạng như vậy. Nhưng mà trong trường hợp này đó không phải là tình trạng cường giáp, tại vì tuyến giáp đâu có hoạt động đâu, đây là do từ nguồn ngoài vào, đó mấy em hiểu được như vậy. Hoặc là trong những trường hợp mà dùng một hormone giáp để điều trị cái bối giáp nhân đó nha, bối giáp nhân đó, thì cũng tạo ra tình trạng nhiễm độc giáp nếu mà dùng liều cao, quá liều. Và như vậy chúng ta không gọi là cường giáp mà gọi là nhiễm độc giáp do uống nhiều hormone giáp. Rồi như vậy là hôm nay anh đã giới thiệu cho mấy em về định nghĩa, về bệnh sinh, về nguyên nhân và các đặc điểm của các loại bệnh gây ra nhiễm độc giáp rồi nha. Thì cái mục tiêu Y2, Y3 mấy em học như vậy là ok rồi. Thì sau điều trị đó mấy em sẽ được ôn lại
em sẽ học rất là kỹ lại những cái bài học như hôm nay và em sẽ điều trị. Thì tiếp theo đó thì giới thiệu cho em một cái tình trạng đặc biệt của cường giáp, đó là cơn bão giáp. Thì chắc là chúng ta nghỉ khoảng 5 phút nha mấy em. Thì sau đó chúng ta sẽ quay lại làm khoảng nửa tiếng để chúng ta nghỉ. Vậy nha mấy em, 5 phút.
Rồi, chúng ta quay lại nha mấy em.
Rồi mấy em nghe rõ không? Chúng ta quay lại nha. Bắt đầu nha. Dạ. Dạ. Anh à, hồi nãy giờ mấy em có nắm được cái bài không? Bài dễ không? Rồi chúng ta tiếp nha, rồi sau đó mấy em sẽ hỏi nha. À, sẵn học cái bài về về cường giáp đó thì sẽ giới thiệu mấy em về cái gọi là cường bão giáp. À, thuật ngữ đó. Tiếng Anh là thyroid storm, storm là cơn bão đó, thyroid storm, cơn bão giáp. Đây là một cái tình trạng gọi là rất là nặng của tình trạng cường giáp. Rất là nặng tình trạng giáp ha. Và tỷ lệ tử vong nó dao động từ khoảng 10 đến 25%, rất là nặng ha, rất là nặng. Và đây là một cái bệnh cũng hiếm gặp. Hiếm gặp ha, hiếm gặp nha mấy em nha. Thì nó xảy ra những cái đối tượng nào? Đối tượng mà bệnh nhân cường giáp mà chưa ổn định mà lại đi phẫu thuật. Phẫu thuật hay là làm thủ thuật gì đó, hay là bệnh nhân bị chấn thương. Nói chung là có yếu tố thúc đẩy ha, hoặc là bệnh nhân bỏ trị lâu ngày. Thì bệnh nhân lúc này có một tình trạng nhiễm trùng ha, bệnh lý nào đó chồng lấp lên. Ha. Nó là có yếu tố thuận lợi thúc đẩy vào như vậy ha, để tình trạng cường giáp nó nặng hơn ha. Như vậy thì cơn bão giáp nó có những cái triệu chứng gì? Thì mấy em nhớ như vậy, những cái triệu chứng gì mà mấy em học bên bên cường giáp đó thì bên cơn bão giáp đều có hết, mà nó tăng độ nặng lên ha. Ví dụ cường giáp là mấy em thấy nó tăng cái nhiệt độ cơ thể ha, và sốt nhẹ, có thể sốt nhẹ thì cơn bão giáp thì nó sốt rất cao, 38, 39, thậm chí là 40 độ C. Và bệnh nhân sẽ vật vã, kích động vì cái trạng sốt đó. Rồi nhịp tim nó loạn nhịp, nhịp rất nhanh. Ha. Hoặc là có loạn nhịp. Loạn nhịp tức là cái nhịp nó không đều nhau. Có nhiều kiểu loạn nhịp. Hoặc là suy tim cấp. Và dấu hiệu thần kinh là... Hello. Về dấu hiệu thần kinh là bệnh nhân rất là mệt mỏi, teo cơ nhanh, đi lại không được ha. À, về tiêu hóa thì tiêu chảy rất là nhiều, tiêu chảy rất là nhiều. Rồi mấy em nhớ là về lâm sàng là như vậy đó. Rồi sau đó mình sẽ chẩn đoán nha. Mình chẩn đoán. Về chẩn đoán đó thì mấy em biết là trên một bệnh bệnh nhân mà có triệu chứng, có triệu chứng mà điển hình như vậy đó thì chúng ta chẩn đoán xác định xem có bị cường giáp hay không, thì chúng ta dựa vào các bảng điểm, thang điểm, ha, thang điểm. Có hai thang điểm hiện nay đó để đánh giá, đó là thang điểm Bắc qua Tập Kỳ và thang điểm của Nhật, ha, gọi là GTA và TS. Tuy nhiên á, do dễ áp dụng lâm sàng và được chấp nhận hiện nay thì mấy em chỉ nhớ một bảng điểm duy nhất thôi, đó là bảng điểm của tác giả Bates và Topki nha. Thì bảng điểm này nó có những cái tiêu chí gì? Thứ nhất là dựa vào cái nhiệt độ bệnh nhân. Ví dụ nhiệt độ bệnh nhân mà chúng ta đo được đó là 40 độ C. Thì dựa vào các điểm này thì chúng ta cho 25 điểm. Nha, dựa cái bảng đây, chúng ta tính đây. Hoặc là triệu chứng về thần kinh á, bệnh nhân bắt đầu nói nhảm ha, vật vã nói nhảm thì chúng ta cho 20 điểm nữa, chúng ta cộng dồn điểm lại. Rồi triệu chứng tiêu hóa này, bệnh nhân có tiêu chảy thì 10 điểm, hoặc là bệnh nhân có vàng da là 20 điểm.
rồi nhịp tim nhanh, ví dụ nhịp tim nhanh bệnh nhân lúc mà đến khám nhập viện đó là 120, thì chúng ta đối chiếu vô đây 120 đến 129 đó là 15 điểm. Rồi bệnh nhân có suy tim hay mức độ nhẹ, trung bình, nặng, hoặc là bệnh nhân có cái rung nhĩ có hay không, và chúng ta đánh giá cái bằng điểm này, và mỗi một cái cột thì chúng ta chọn một cái điểm và ta cộng lại. Nếu mà lớn hơn 45 điểm á thì chúng ta chẩn đoán xác định đó là cơn bão giáp. Em hiểu không? Còn nếu mà từ 25 đến 44 điểm á thì chúng ta theo dõi cơn bão giáp, và dưới 25 điểm á thì chúng ta ít nghĩ và loại trừ cơn bão giáp. Do đó mà chúng ta về lâm sàng đó, sau này mấy em ra bác sĩ mà mấy em có làm ở cấp cứu đó, hay là ở sản xuất đặc biệt, hay là bệnh bác sĩ về nội tiết đó, thì mấy em chỉ cần nhớ cái bảng này và áp cái điểm cho bệnh nhân vào thôi nha. Ta chẩn đoán thôi. Đây là một cái bệnh án minh họa cho mấy em thấy được nha. Đây là một cái bệnh nhân nữ 56 tuổi, nghề nghiệp là nội trợ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân nhập viện vì khó thở. Đây là cái bệnh sử mà cái buổi tiếp theo và cũng là cái buổi cuối của anh đó, mấy em cũng trình bệnh án đó, thì đây luôn là một cái bệnh án mà sơ khởi. Bệnh án của anh là bệnh án tóm tắt thôi, nhưng mà cách trình nó cũng tương tự như vậy. Mấy em chuẩn bị bệnh án nha. Rồi, người nhà bệnh nhân khai lý do lúc này bệnh nhân lơ mơ rồi đâu biết đâu mà khai. Cách nhập viện 10 ngày đó, bệnh nhân có phù hai chân, khó thở. Nằm thì khó thở hơn là ngồi. Kèm theo sốt cao, tiêu chảy 6-8 lần ngày. Và bệnh nhân thường hồi hộp đến chống ngực. Có đi khám bác sĩ tư thì chẩn đoán là và điều trị không rõ, uống thuốc vài liều về nhưng mà tình trạng bệnh không giảm. Đến cùng ngày nhập viện đó thì bệnh nhân khó thở tăng, phù chân tăng lên, và mới nhập viện vào bệnh viện Bình Chánh đó thì được chẩn đoán là suy tim, rung nhĩ, tăng huyết áp và theo dõi cơn bão giáp và chuyển bệnh viện Chợ Rẫy. Về tiền căn của bệnh nhân đó, tiền căn tức là những cái bệnh lý mà trước đây của người bệnh đó, đó là cú giáp 3 năm, điều trị không rõ, không rõ loại, và một năm nay thì tự bỏ luôn nha. Thì bệnh nhân có loạn nhịp tim đó nha, và thích tắm nước lạnh ha, và nóng bức trong người. Đây là cái tình trạng bệnh nhân lúc nhập viện cấp cứu đó. Thì chúng ta thấy mạch là 140, nhiệt độ là 39 độ C. Bệnh nhân có cái BMI là rất là gầy, khoảng 17,8 kg trên mét khối. Và bệnh nhân khó thở, có lồi mắt hai bên, có rung tay và hai chân phù. Đây là một số cận lâm sàng nha. Sau này mấy em học điều trị thì mấy em sẽ biết được thêm. Thì mấy em thấy đây, cái nồng độ FT4 đó là tới 90 mg trên ml. Trong khi giá trị bình thường của xét nghiệm là từ 8 đến 20, thì chúng ta thấy là FT4 tăng rất là cao. Và TSH thì bị ức chế, đo không được, 0,000. Như vậy nó là gì? Nó phù hợp với cường giáp. Cường giáp gì mấy em? Nguyên phát, đúng, chính xác. Rồi, lúc này điện tim đó, đo điện tim đó, có cái rung nhĩ đó bấn rất nhanh. Rung nhĩ đó bấn nhanh tức là rung nhĩ, tức là cái nhịp tim nó không đều. Nó thỏa các tiêu chí chẩn đoán rung nhĩ, còn đáp ứng rất nhanh tức là cái nhịp đó, nhịp trung phúc đó, nó rất là nhanh. Như vậy thì bệnh nhân có gì? Có cái hội chứng cường giáp, có lồi mắt, có loạn nhịp tim hoàn toàn, có suy tim, rối loạn chi giác, có tiêu chảy nhiễm trùng. Như vậy thì bệnh nhân đặt câu hỏi là bệnh nhân có bị cơn bão giáp không? Thì đối chiếu vào cái bảng điểm qua tấp kia hồi nãy đó, thì khi mà áp vào đó thì bệnh nhân cái điểm rất là cao mấy em nha, rất là cao, rất là cao.
chỉ cần 39 độ đã là 25 điểm rồi nha. Bệnh nhân lơ mơ đã là 20 điểm rồi, là 45 điểm rồi, không cần phải cộng nhịp tim gì hết là bệnh nhân này tính ra khoảng 60 điểm rồi. Như vậy là cân bão giáp ha, là chắc rồi nha. Thì bệnh nhân được điều trị ha, đây là cái vấn đề theo dõi điều trị của bệnh nhân tại tại bệnh viện đó. Thì sau này mấy em sao về cái điều trị ha, thì chúng ta thấy rằng lại gì, theo dõi nồng độ của cái FT4 đó qua ngày điều trị đó. Chúng ta thấy ngày 4 tháng 3 là bệnh nhân nhập viện, đến ngày 7 tháng 3 tức là điều trị cơn bão giáp đó, sau 3 ngày đó thì cái nồng độ FT4 giảm còn phân nửa. Và đến ngày 14 tháng 3 tức là sau 10 ngày đó thì nồng độ FT4 gần về bình thường. Tức là chúng ta thấy là chúng ta giảm cái lượng hormone giáp trong máu rất là hiệu quả. Đây là cái hình bệnh nhân lúc mà trước xuất viện đó. À, mấy em thấy đấy, mắt lồi hai bên nha. À, cái da thì gọi là cái da nó ẩm à, cái da kiểu da Basedo đó, cái cô này là Basedo chắc chắn rồi. Tay cái cổ đó mấy em thấy à, bú giáp lan tỏa, có cái nhân giáp nhỏ nhẹ thôi. Nhưng cái đặc hiệu của bệnh nhân này đó là gì, là lồi mắt hai bên, thì bệnh nhân này chẩn đoán là Basedo đấy. Như vậy thì chúng ta thấy là gì, những cái trường hợp mà nặng như vậy đó thì chúng ta nghĩ đến có bệnh nhân cường giáp thì chúng ta phải đánh giá thang điểm Bass-Watowski. Nếu có đủ điểm thì chúng ta chẩn đoán cường bão giáp. Và chúng ta nhớ là bệnh nhân các triệu chứng đó có thể vay mượn của các triệu chứng khác. Ví dụ sốt này là bệnh nhân kèm theo là một cái nhiễm suvi đi, chứ không phải là do cường giáp. Ví dụ như vậy đó. Tuy nhiên á, chúng ta khi mà không thể phân biệt được là triệu chứng của bệnh đi kèm hoặc là chính của cường bão giáp đó, thì chúng ta cứ đánh điểm cao nhất và chúng ta xử trí. Tại vì cái vấn đề chẩn đoán là chẩn đoán về lâm sàng rất nhanh chóng và xử trí rất sớm để chúng ta cải thiện cái tiên lượng cho người bệnh nha. Đó thì phần trình bày đến đây là hết. Thì mấy em sẽ có 5 phút để hỏi nha. Rồi sau đó thì chắc là chúng ta nghỉ. Rồi anh sẽ hẹn mấy em một cái ngày gặp trực tiếp để mà bình bệnh án nha. Và nói một cái phần nhỏ về các bệnh lý về thượng thận. Rồi xin mời mấy em. Anh ơi, cho em hỏi cái TRAB anh, cái TSHRAB là cái đó, cái cơ chế hoạt động là nó sẽ làm cái gì vậy? À, TRAB nó lại là gì? TRAB tức là TSH receptor antibody. Antibody là kháng thể. TSH receptor tức là kháng thể kháng của cái thụ thể TSH. Hiểu chưa? Như vậy thụ thể của TSH nằm đâu em? Tiếng yên à? No. TSH là tiết ra phần nền của tuyến giáp ở trên bề mặt tế bào tuyến giáp, thấy không? Tức là TSH đi vào trong máu đó, đến đúng cái thụ thể của nó trên bề mặt tế bào tuyến giáp, nó gắn vào, tức là cái nơi mà TSH gắn vào. Thì nhớ tuyến giáp là mô đích của TSH. Như vậy cuối cùng là đâu, thụ thể TSH nằm ở đâu? Nó lại đây, game trai nó lại đúng rồi đấy. Dạ, nó ở tế bào nang của tuyến giáp. Cụ thể của TSH chắc ở trên bề mặt tế bào. Đúng rồi, đúng rồi. Như vậy thì mấy em nhớ này. Như vậy thì nó là một cái thành phần trên bề mặt tế bào tuyến giáp. Thụ thể đó nha. Nó là một cái nơi bắt TSH đó. Như vậy thì cái cơ thể đó, bệnh tự miễn là vậy đó. Rất là nhiều bệnh tự miễn khác là nó nhận diện cái thụ thể đó đó là cái chất lạ. Tôi không hiểu tại sao nha, đó là cái bệnh lý rồi. Bệnh lý về tự miễn rồi, sau này mấy em học những cái chương về miễn dịch mấy em hiểu. Và khác, và cơ thể nó tạo ra một cái chất để mà chống lại cái chất đó, cái thụ thể đó. Chống lại thì nó sinh ra thì nó sẽ gắn vào cái thụ thể đó. Thì cái chất đó gọi là kháng thể kháng thụ thể tại thân. Em hiểu chưa? Khi mà nó gắn vào như vậy đó
thì nó vô tình nó là nó kích thích tế bào tuyến giáp hoạt động và nó gây ra tình trạng cường giáp. Đấy, đó là cơ chế là như vậy ha. Rồi mấy em hỏi gì nữa không? Dạ nên anh phân biệt lại em cái nhân với lại cái bướu được. Nhân với cái bướu khác nhau. À, đúng ra là mình gọi là nhân giáp chứ không ai gọi là bú giáp. Bú giáp là từ địa phương, cái từ mà dân gian nha. Còn còn cái tuyến giáp mà khi siêu âm ra nó có những cái nhân, người ta gọi là cái nhân chứ không ai gọi là bú cả. Nhưng mà cái bú là tên dân gian, được chưa? Tức là một cái khối tân sinh trên cái nền của tuyến giáp, nó có kích thước ha, chiều ngang chiều dọc gì đó, nó có thể đặt, nó có thể là chứa nước thì gọi là nang ha. Đó là như vậy. Rồi xin mời mấy em. Dạ thầy ơi, cho em hỏi là vì sao quá tải iốt nó gây cường giáp vậy thầy, cơ chế là gì vậy? Rồi rồi. Mấy em có học cái bài thăm dò tiếng đầu tiết bài đầu của anh không? Mấy em biết là trên cái bề mặt của tế bào tuyến giáp á, phần sinh lý đó, mấy em học của thầy Lương dạy rồi đó, nó có cái kênh bắt giữ iốt, tức là cái kênh là natri iốt, natri iốt. Thì cái kênh này á, nó hoạt động bằng bằng cái phương thức là vận chuyển chủ động, tức là nó sẽ bắt tất cả, hầu như tất cả iốt hiện diện trong máu. Và cái nồng độ của iốt trong tế bào tuyến giáp đó nó cao gấp nhiều lần hơn so với trong máu. Cái đó mà trong điều kiện mà mình ăn uống nhiều iốt vào nè, mà kéo dài đó, thì hầu như iốt đó được bắt vào trong tuyến giáp rất nhiều. Mà nhớ iốt là một cái nguyên liệu để tổng hợp mô giáp. Là nguyên liệu để tổng hợp mô giáp. Có thể là chúng ta bắt ha, khi mà quá tải iốt á, nó bắt từ lâu ngày thì nó sẽ tăng cường giáp. Rồi mời mấy em tiếp theo. Nhà mấy người mà bị thiếu iốt xong rồi có bướu cổ là có tính là cái đó có gọi là cái nhân không hay là? À rồi rồi rồi. nhớ là về chuyên khoa về nội tiết nó có một cái bài gọi là rối loạn gọi là rối loạn về thiếu hụt và dư thừa iốt, tức là dư iốt á không tạo ra cường giáp, còn thiếu iốt á thì nó tạo ra suy giáp. Nó đâu có nguyên liệu tổng hợp đâu, thế là cái tuyến giáp á nó sẽ bù trừ bằng cách là nó to lên. À, do đó mà trước đây đó là khoảng vài chục năm trước đó là do cái điều kiện thiếu hụt đó, rất là nhiều trẻ em bị gọi là đần á, do suy giáp là do thiếu iốt thì cái bú giáp nó rất là to. À, rồi chúng ta gọi là nhân giáp, bú giáp thì cũng được nha, rất là to lên để nó bù trừ đó, nó mong muốn là tăng tổng hợp mô giáp do thiếu iốt. À, cái cơ chế là như vậy. Rồi tiếp đi mấy em. Nếu mấy em không có vấn đề gì thì anh sẽ gặp mấy em còn buổi cuối nữa, mấy em sẽ hỏi luôn nha. Rồi chấm dứt được ở đây chưa mấy em? Nghỉ nha. Dạ vâng. Rồi chào mấy em. Dạ, chào anh.